xưa khi chọn Hải Lục vào vai Hạ Tử Vi, Huỳnh Giao từng tuyên bố cô ấy xuất sắc hơn Lâm Tâm Như. Ấy vậy mà chỉ chục năm sau thôi bà đã tự vả mình. Màn ảnh Hoa Ngữ có ba nàng Hạ Tử Vi là Lâm Tâm Như, Mã Y Lợi và Hải Lục. Thế nhưng, bạn có biết là trong số ba cái tên ấy, Lâm Tâm Như là người mà tác giả Quỳnh Giao không hài lòng nhất không? Thậm chí, khi tuyển chọn Hải Lục vào vai Hạ Tử Vi, Quỳnh Giao đã tự tin mà khẳng định với cả Cbiz rằng Hải Lục xuất sắc hơn Lâm Tâm Như. Thế nhưng, chỉ 10 năm sau thôi, mẹ đẻ của Hoàn Châu Cách Cách đã phải quê mặt vì nhận định quá sai lầm của mình đó. Nếu là fan của Hoàn Châu Cách Cách bản cũ hay fan của Lâm Tâm Như, chắc hẳn mọi người đều biết người đẹp này từng suýt bị mất vai Hạ Tử Vi nhỉ. Năm ấy, trong quá trình casting, Quỳnh Giao muốn Tưởng Cần Cần làm Hạ Tử Vi cơ, nhưng cô lại từ chối. Rồi vì một loạt những biến động sau đó mà bà đành miễn cưỡng để Lâm Tâm Như vào vai tiểu thư họ Hạ. Dẫu vậy, trong quá trình quay phim, Quỳnh Giao lại chẳng bao giờ hài lòng với Lâm Tâm Như, thậm chí đòi thay diễn viên vì cô không biết khóc. Thế nên, khi quay tần Hoàn Châu Cách Cách, Quỳnh Giao đã quyết tổ chức casting rầm rộ nhằm tìm được Hạ Tử Vi hoàn mỹ trong lòng mình. Bà loại rất nhiều cái tên, bao gồm Triệu Lệ Dĩnh để chốt Hải Lục. Không chỉ thế, Quỳnh Giao còn tự tin tuyên bố với mọi người Hải Lục xuất sắc hơn Lâm Tâm Như. Thế nhưng, phản ứng của khán giả dành cho Quỳnh nữ lang mới lại đối lập hoàn toàn. Sau khi tân Hoàn Châu Cách Cách lên sóng, khán giả đã phải kêu trời vì nhan sắc lẫn diễn xuất của Hải Lục chẳng thể ngấm được. Cô không hề có chút dáng vẻ nào của một tiểu thư được nuôi dạy kỹ lưỡng, tính cách ôn nhu đoan trang. Đến cảnh khóc của Hải Lục cũng rất vô cảm, khiến khán giả thấy chán hơn là thấy thương. Chưa kể, nét mặt của cô trông quá khổ, ngay cả lúc nhoẻn miệng cười cũng chẳng hề vui tươi. Trái ngược với Lâm Tâm Như lúc rơi lệ thì như lê hoa đái vũ, còn khi tươi cười thì rạng rỡ tựa hoa nở. Bởi vậy mà sau khi tân Hoàn Châu Cách Cách lên sóng, cùng với Tiểu Yến Tử Lý Thạnh, Hạ Tử Vi Hải Lục cũng vấp phải nhiều phản ứng trái chiều của khán giả. Ngoài việc bị bình chọn là Hạ Tử Vi có nhan sắc thua chị kém em nhất, đến diễn xuất của cô cũng chẳng thể làm người ta hài lòng. Thậm chí, nữ phụ Triệu Lệ Dĩnh trong vai Tình Nhi Cách Cách còn hút mắt hơn. Thất bại trong vai Hạ Tử Vi đã đành, sau này sự nghiệp của Hải Lục cũng ngày càng tụt dốc vì nhan sắc lẫn diễn xuất quá nhạt nhòa. Hải Lục còn tự ti với bản thân đến mức sa đà vào trùng tu, ngoại hình ngày càng khác lạ hơn, đến mức Quỳnh Giao cũng phải làm lơ cục cưng một thời của mình, coi như cô không tồn tại nữa cơ. Ngược lại, Lâm Tâm Như thì ngày càng tỏa sáng hơn. Ngoài Hạ Tử Vi, cô còn không ít vai diễn đáng chú ý khác như Đậu Y Phòng trong Mỹ Nhân Tâm Kế, Mã Phúc Nhã của Khuynh Thế Hoàng Phi hay gần đây nhất là Mama Rose ở Hoa Đăng Sơ Thượng. Nhan sắc lẫn tài năng của Lâm Tâm Như là điều mà chẳng ai phủ nhận được. Thậm chí, trong khi đa số nàng Quỳnh nữ lang đều xuống dốc, như Tưởng Cần Cần hay Trần Đức Dung tái xuất thất bại, Triệu Vi cùng Phạm Băng Băng lại bị bay màu khỏi Cbiz vì nhiều lý do cá nhân, thì mỗi Lâm Tâm Như vẫn hoạt động bền bỉ và thành công nối tiếp thành công. Lâm Tâm Như đã dùng tài năng của mình để chứng minh, nhận định năm xưa của Quỳnh Giao là sai lầm. Có thể cô từng không được coi trọng, từng bị hắt hủi, nhưng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ cộng với tình yêu nghệ thuật, luôn sẵn sàng thử thách cái mới, Lâm Tâm Như đã trở thành tấm gương cho nhiều sao nữ đồng lứa.